Hello, chào tất cả anh em, chào mừng anh em mình. Nhắc đến những nguyên liệu đang rất là phổ biến dùng cho nông hoa nam hiện tại thì chúng ta ngay lập tức nghĩ đến thuốc lá, gia thuộc, đàn hương, hoắc hương, tuyết tùng và ui. Đấy là những nguyên liệu đang cực kỳ phổ biến hiện nay. Thế nhưng bên cạnh đó thì có một cái nguyên liệu vừa có cái sự nam tính, mùi hương không quá nồng, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy thu hút. Và cái thứ hai nữa là nó gắn bó rất là mật thiết với đời sống hàng ngày của chúng ta, đó là cà phê. So sánh một chút với mùi hương cà phê với những nguyên liệu còn lại, ví dụ như ở đây là nguyên liệu ui, thì thực sự mà nói với cái nguyên liệu mùi hương trầm này thì người xịt phải có một sự tự tin rất là lớn vào bản thân, vì bản thân mùi hương của trầm nó rất là mạnh, nó rất là nồng, nó đòi hỏi người xịt cũng phải có một sự tự tin và cái phong thái và cái style của mình thì xịt nó mới thể hiện được hết cái vẻ đẹp của mùi hương của trầm. Hoặc là hoắc hương thì nó hơi có thiên hướng sâu lắng và nó hơi có một cái thiên hướng hợp với những cái anh em có một cái suy nghĩ thuộc lớp thế hệ cũ đó, có nghĩa là một cái suy nghĩ nó hơi bị cổ điển. Hoặc là thuốc lá và gia thuộc thì nó tất nhiên rồi, nó thể hiện những cái gai góc, những cái góc cạnh của một người đàn ông, cho nên mùi hương của nó bao giờ cũng có một cái gì đó nó cá tính, góc cạnh. Nhưng ngược lại cà phê thì lại khác, mùi hương cà phê nó vẫn có cái sự nam tính, thế nhưng nó không đòi hỏi mùi hương phải quá là mạnh, mà một cái mùi hương kể cả dù có nhẹ nhàng, thoang thoảng nhưng cái nhất vẫn có cái sự thu hút, cái thứ hai vẫn có cái sự nam tính. Chúng ta hãy thử lấy một gói G7 để pha, và mình thấy là đa phần mọi người khi mà ngửi cái mùi hương cà phê khi G7 pha xong thì mọi người đều trầm trồ lên, sang mà thơm thế, sang mà thu hút thế. Thì đối với mình, mùi hương cà phê trong nước hoa cũng là như thế. Và trong cái video của mình ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu qua cho anh em 5 mùi hương cà phê mà hiện tại mình đang có trong cái bộ nước hoa của mình. Tất nhiên thì đây không phải là 5 mùi hương tốt nhất, mà đây chỉ là 5 mùi hương mang cái mùi hương cà phê mà mình hiện tại mình đang có. Và nếu như các anh em có thể muốn trải nghiệm mùi hương cà phê nó như nào thì chúng ta hoàn toàn có thể thử thầm 5 mùi hương trên. Hoặc ngoài ra thì chúng ta có thể thử một số chai nước hoa khác. Thì sau khi mình nói qua 5 chai nước hoa này của mình thì mình cũng sẽ giới thiệu thêm cho anh em một số chai nước hoa khác mà anh em hoàn toàn có thể tham khảo. Ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn giới thiệu anh em ở đây đó là một sản phẩm của nhà Thierry Mugler, nó có tên là Pour Coffee. Nhắc đến cái tên này thôi thì chúng ta cũng đã hiểu mùi hương của nó là như thế nào. Với cái sự kết hợp giữa hoắc hương và cà phê tạo được cái mùi hương rất là gọi là theo nó là nam tính. Đấy là điều đầu tiên chúng ta có thể cảm nhận được mùi hương này, và nó có hơi hướng classic cổ điển. Bất kỳ một anh em nào mà có một cái xu hướng tính cách trầm, điềm đạm và chúng ta thích một cái mùi hương nó hỗ trợ cái phong cách của chúng ta. Chúng ta không thích nói quá nhiều, chúng ta không thích thể hiện quá nhiều về tính cách của mình, mà có một cái xu hướng điềm đạm và chín chắn trong cái cách giao tiếp thì Thierry Mugler Pour Coffee chính xác là cái mùi hương như thế. Đánh giá một chút về cái line nhà Mugler này thì mình luôn luôn đánh giá cao những cái sản phẩm đời đầu của nhà Mugler, ví dụ như Pour Havan, Pour Mart, Pour Coffee. Còn những cái sản phẩm gần đây trong khoảng 2-3 năm đổ về đây thì thực sự mà nói thì cái mùi hương của nó đã không còn giữ được cái chất lượng như đời đầu. Do đó nếu như kênh em có thể và kênh em yêu thích một cái mùi hương thuộc nhóm phương Đông, có nghĩa là sử dụng những cái nguyên liệu cay nồng, thì chúng ta hãy thử tìm hiểu những sản phẩm ví dụ như Pour Havan, một cái mùi hương thuốc lá vani, Pour Mart, đó là rượu và bùn, và Pour Coffee này, coffee và patchouli hoặc hương. Nói chung tất cả những mùi hương đó đều rất là cá tính, đều rất là sáng tạo. Các anh em nên, nếu mà có dịp, chúng ta nên thử thẩm mùi những cái dòng sản phẩm trên. Đó, chai nước hoa thứ hai đó là Rochas Man. Đây là một mùi hương khá là kỳ lạ đối với mình, bởi vì các anh em hãy nhìn ngoại hình của em nó, nói chung là hơi buồn cười. Chai nước hoa này thì nó mang cho mình hai cảm xúc. Cảm xúc đầu tiên khi mà mình mới xịt thì mình thực sự là mình không quá thích cái nốt spicy của nó. Nó hơi là mình hơi cảm thấy ngái và khó chịu. Mình không hề thích cái nốt mở đầu của chai nước hoa này. Nhưng cái cảm xúc thứ hai nó mang lại cho mình sau khoảng 15 phút thì hoàn toàn trái ngược lại, bởi vì cái mùi hương cà phê kem nó giống một dạng cappuccino,
không hẳn là thuần cappuccino, thế nhưng một dạng kiểu coffee và mix cùng với vị kem ngậy tạo nên cái mùi hương unisex. Đối với mình, đây là một mùi hương nam dùng cũng được và nữ dùng cũng được, rất là thú vị, đặc biệt là vào cái trời kiểu trời thu, trời buổi mùa thu hơi se se lạnh và chúng ta buổi tối. Bởi vì cái chai này hiệu năng mùi của nó khá là có vấn đề, mình nghĩ là rơi khoảng tầm 3 đến 4 tiếng mà thôi. Thì vào cái tiết trời mùa thu, nếu như các anh hoặc là các bạn nữ nào yêu thích một cái mùi hương nó ngọt vừa đủ, nó hơi ngọt ngậy một chút nhưng vừa đủ, nó có một cái sự thu hút, có nghĩa là không gây cái sự khó chịu cho mọi người. Chúng ta ví dụ hôm nay chúng ta sẽ đi hẹn hò với một bạn nữ nào mà cái mối quan hệ của chúng ta đã có thể gần chạm đến cái ngưỡng của thành công, và chúng ta cần một cái mùi hương nó tạo nên một cái hiệu ứng doping cho cái khung cảnh romantic mà chúng ta đang hẹn hò chẳng hạn, và chúng ta thích một cái mùi hương nó không quá là gây khó chịu cho đối phương, mà nó một dạng như kiểu doping thì Rochasman mình nghĩ là cái mùi hương nó hợp cái kiểu phong cách như thế. Và mình nói lại, đây là cái mùi hương mặc dù khá là hay nhưng cái hiệu năng mùi của nó, mình vừa mới xịt lên da của mình, cái hiệu năng mùi của nó thì khá là kém, thì cho nên mình nghĩ là nó chỉ hợp sử dụng vào buổi tối, những ngày trời hơi se se lạnh, rất là ok. Rochasman. Tiếp theo nữa, đây là một sản phẩm của nhà Monte Intense Coffee. Chai nước hoa này thì mình chỉ có chiết thôi, chứ mình không có chai full. Thế nhưng điểm đặc biệt chai nước hoa này thì mặc dù có tên là Intense Cafe, nhưng điều đầu tiên các anh em cần lưu ý là nó không hẳn là mùi thuần về cà phê. Đối với mình thì nó giống như kiểu một mùi hồng và vanilla, rất là ngọt, rất là đậm, và độ bám tỏa mùi thì có thể gọi là bá đạo, perfect, không có gì để chê bai cả. Mùi hương này thì mình thích các chị em sử dụng hơn là nam, đặc biệt là vào những ngày mùa đông, trời lạnh. Và các chị em nào mà xịt cái mùi hương này cộng thêm một cái phong cách có thể gọi là nó thu hút thì rất là ok. Nó giống như kiểu là nói thế nào nhỉ, vũ khí hủy diệt, một dạng kiểu như thế. Mình thích chai nước hoa này, nữ dùng hơn là nam. Do đó các chị em nào mà yêu thích cái mùi hương, đặc biệt các chị em nào yêu thích cái mùi hương có cái tông mùi đậm, ngọt và sexy, thì mình nghĩ là chúng ta cũng nên thử mùi hương chai nước hoa này, Montier Intense Cafe. Tiếp theo nữa là một sản phẩm của nhà Halloween, Halloween Man 1X. Đây là một chai nước hoa mới ra mắt của nhà Halloween. Như mình đã nói video trước, đây là cái mùi hương không dành cho số đông. Đối với cá nhân của mình cho là như thế. Trên Fragrantica thì họ đánh giá điểm mùi hương chai nước hoa này rất cao, thế nhưng đối với mình chai nước hoa này không phải là dành cho số đông, bởi vì nó một cái sự kết hợp giữa rượu rum, cà phê và đậu tonka. Như mình đã nói ở video trước, tốt rượu đi thì vốn dĩ là nó cũng không phải là để trộm mũi cho tất cả mọi người, bởi vì cái độ sộc lên của nó rất là mạnh đó, cộng thêm coffee thì nó hơi đắng đắng một chút, cho nên ở mùi hương chai nước hoa này, nếu như các anh em nào mới sử dụng nước hoa thì mình không khuyến khích mua chai nước hoa này. Tất nhiên mùi hương của nó rất là ok, thế nhưng mình không nghĩ rằng là nó hợp cho tất cả số đông các anh em. Và nếu như các anh em đã định mua chai nước hoa này thì chúng ta cần phải có một thời gian để thẩm mùi nhất định. Còn nếu không, mình nghĩ là lần đầu tiên chúng ta xịt, chúng ta sẽ không cảm thấy quá là yêu thương nổi cái mùi hương này. Nhưng khi mà chúng ta tạo điều kiện, đúng không? Chúng ta bình tĩnh, chúng ta nhẩn nha thẩm mùi hương thì đây là một cái mùi hương rất là xuất sắc, sự kết hợp rất là tuyệt vời giữa rượu, cà phê và đậu tonka. Một cái mùi hương rất là nam tính. Chai nước hoa thứ tư, Halloween Man 1X. Đó, đây là ngoại hình của em nó. Và cuối cùng, chai nước hoa cuối cùng mình muốn giới thiệu cho anh em ở đây,
Valentino Uomo. Đây là một mùi hương cappuccino có thể gọi là xuất sắc. Cá nhân mình chưa thấy một mùi hương nào có thể vượt qua được nổi Valentino Uomo. Mùi hương này thời gian vừa rồi thì mình có bán chiết cho một số các anh em, và tất cả các anh em mình cảm thấy rất là may mắn là các anh em đều rất là thích mùi hương trà nước hoa này. Nếu như các anh em nào mà yêu thích cái mùi hương, bắt đầu cái không khí se se lạnh mà chúng ta cần cái mùi hương, các mình đánh giá thì nó khá là đa dụng, đặc biệt là phù hợp với môi trường văn phòng, thì Valentino Uomo các anh em nên tham khảo. Bởi vì cái tông mùi của trà nước hoa này nó phù hợp với phong cách của đàn ông Ý, cổ điển, lịch lãm, nhưng cũng đầy cái sự thu hút. Mùi hương rất là nhẹ nhàng, bám tỏa vừa đủ. Đối với mình, mùi hương cà phê, thích mùi hương cà phê thì phải có Valentino Uomo đó. Ngoài ra thì các anh em có thể tham khảo ví dụ như là Kilian Black, Kilian Phantom. Đây cũng là một cái mùi hương cà phê khá là hay của nhà Kilian. Hoặc nữa là sao tự nhiên mình lại quên nhỉ, một số chai nước hoa nữa. Ok, mình sẽ để một số chai nước hoa nữa ở trong phần mô tả. Các anh em hoàn toàn có thể tham khảo nếu như chúng ta muốn tìm thêm những chai nước hoa mang nốt cà phê nữa. Đó, thì vừa xong mình vừa chia sẻ với anh em một vài cái đánh giá nhanh của mình về nốt cà phê và 5 chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Mình rất hy vọng mọi người cảm thấy video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.